Vâng, alo, xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với clip tiếp theo của Hình. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục giao bán giúp anh em một số cái app. Bởi vì có một số anh em nhờ Hình mà giao bán thì mình cũng rất là sẵn sàng nhận lời thôi. Thì đây là một app Ninja Boot, đây là server Bạch Hổ. App Ninja Boot đặt thông tin như sau. Về bet thì có bet 2 con bet 6 này anh em này. Bet phá địch vô cụ đầy đủ này. Vô cụ có tăng tốc độ xúc chiêu 100 vô cụ. Bet 6 có phá địch và nội ngoại. Thì thứ chất 10, cái này con này 75. Và 2 con bet 5, nói chung là vô cụ đầy đủ, đã phá địch. Đã đầy đủ. Bet là ok. Thông tin là chuyển sinh 9 cấp 88. Lên cho nó ngoài. Chuyên sinh 9 cấp 88, chân khí 646k. Và hiện tại đã có hiệu thiên quyền và hiệu thiên su, hai hiệu. Về thông tin đồ đạc như sau. Đầu tiên nó là hào hiệp vô hạn phun đá lăng đi theo sinh lực. Áo cũng phun đá lăng, xin lực lốt này. Quần riêng quần thì ẩm huyết, phun đá lăng và đá 6. Có một viên đá 6 và hai viên đá lăng. Cặp ngọc, sức mạnh, tỷ lệ phòng ngự nội ngoại và sát suất xuất chiêu. Linh đồ, sát suất chiêu để thả lam linh choáng cho nó nhiều. Bút chiến cuồng 13, phun đá lăng, tín vật cấp 9. Quần linh 7 lưu tủ áo. Văn sức thì như sau. Ô đầu tiên sức mạnh gân cốt, ngoại công 7. Ô thứ hai thì vô hạn. Ô thứ ba cũng vô hạn. Ô thứ tư thì sức mạnh linh hoạt điểm vô cụ 50. Và ô thứ năm là vô cụ tăng 40 vô hạn. Bật tịch 4 phụ lục 9 thành, tiến cấp đầy đủ. Tiến cấp vô cụ 70 và có yêu quyết cao cấp Càn khôn nghịch chuyển, một set kim xà cộng 15, áo choàng ngoại 15, nói chung là mặc khóa full 11/11, giày đi tốc độ xuất chiêu, anh em có thể thấy là đeo con này vào cho tốc độ xuất chiêu cho nó cao. Thì chủ ác, vâng, ngựa phiêu vũ 100%, rồi được. Chú ác cũng có bê mà mình thì hiện tại ở trong dương, nhưng là anh em mua ác thì sẽ được khuyến mại thêm 3 ô vô hạ cấp 5, à 3 ô số 5, 3 ô vô hạ để nâng cấp lên hoàn mỹ cái ô này này. Đấy, tặng thêm cho anh em mấy cái ô đấy để anh em nâng cấp lên hoàn mỹ. Và với trong dương thì như sau. Có nón hào hiệp vô hạ tốc dư món này. Ngoài ra còn một ít văn sức giáp cho anh em nâng cấp lên. Vô hạ này. Rất là nhiều lệnh bài hào hiệp vô hạ trong dương sẵn rồi. Đặc biệt thì có play thì mình giới thiệu cho anh em này. Cái thái nhất thiết quyền. Và cái thái nhất thiết quyền này thì có tác dụng gì? Cái này là anh em ra chỗ NBC kiếm đăng Yên Vân. Kiếm đăng thì sử dụng 120 cái thái nhất thiết quyền này này. Ở đây có 126 cái. Anh em sử dụng 120 cái là đổi lấy một cái văn sức cấp 2 hoàn mỹ luôn. Trực tiếp lên hoàn mỹ luôn. Nhưng mà cấp 2 nhá, nó giống kiểu này này. Đấy. Em đổi lấy cái dòng vô cụ thay thế vào đây. Đấy. Tính ra là cũng có hai văn sức vô cụ rồi. Dương thì ngọc hào hiệp thường. Ngọc nội lực tiêu hao.
Đủ ăn nhau thì có cả ngoại trang của Ninh và quần áo của Ninh Bạch lưu sẵn đầy đủ. Thú cưỡi có hồ ly này. Đá quý cũng còn tương đối là nhiều. Đá 5, đá 6 cho anh em đục lỗ các kiểu. Rất là nhiều. Đục kiểu lệnh này. Điểm qua một chút về điểm năng động thì ác đã tiêu hơn 500 cái thiên kiểu lệnh. Và đặc biệt là chủ ác ấy cũng rất chịu khó. Thầy cốt hiện tại điểm năng động đang là 23.255. Thì anh em chịu khó đi làm nhiệm vụ cốt hàng ngày thì không cần phải tiêu 800 thiên kiêu lệnh cũng có thể lấy được là 2 món kim 65. Tức là làm đến mốc 26 full luôn này. Thì cốt đến ngày 18 tháng 9 mới hết cơ. Và bây giờ mới là 28 tháng 8. Còn khoảng 3 tuần nữa cho anh em cày. Rất là thoải mái thôi. Về bạc kinh mạch thì kinh mạch full mạch 4 và bắt đầu kích một huyệt vị cấp 5. Dấu quyết cao cấp. Điểm bang còn là 6k và nâng cấp đãi hiệu 10. Vâng thì ác này ra đi với giá đó là chú ác của BM mình tất cả ác này 4.5 triệu và tặng kèm 3 ô văn sức vô hại như thế này để anh em nâng cấp lên hoàn mỹ này. Và điểm năng động thì như vậy rồi, anh em không cần phải tiêu phí thiên kiêu lệnh cũng làm được 26k nhận 2 món kiêu 65. Và tiếp tục đến với một ác thứ hai. Ác thứ hai thì là một em thiếu lâm quyền bên server phục hộ. Mình cũng giới thiệu rất nhiều server này rồi. Lúc nào cũng tình trạng rất là đông người. Đông người BK, đông anh em BK. Thú nuôi có con best 6 thì lại sát thương giảm được và tốc độ xuất chiêu. Chuyển sinh 7 cấp 9 sao. Vâng, hiện tại chủ ác đang cày công trạng để mặc được lên 800k là mặc áo lô hộ tướng. Thì do là chuyển server quên không bảo lưu công trạng cho nên là rớt còn 80k trên khi 750k có hiệu thiên quyền. Trang bị như sau. Thông tin trang bị như sau. Nó là hào hiệp vô hạn, tốc 40%, áo cũng theo tốc luôn. Mỗi món được 2 đá. Quần ninh đồ. Cặp ngọc, nội công, phòng ngự nội và sát xuất chiêu. Hỗ trợ mật tịch để hỗ trợ anh em sút 6 ô. Bao tay chiến cuồng 14. Phun đá sát thương. Tín vật cấp 7. Nón bỏ qua phòng ngự. Quần áo uẩn linh bạch lưu trong tủ áo rồi. Văn sức như sau. Văn sức ô đầu tiên hoàn mỹ, có thể giao dịch được. Ô thứ hai là vô hạ, nội công linh hoạt, công kỵ nội công. Ô thứ ba cũng vô hạ luôn, cấp 2. Ô thứ 4 thì vô cụ, cấp 1. Ô thứ 5 là cấp 2 vô hạ. Toàn là vô hạ mới hả? Toàn là vô hạ về hoàn mỹ. Một cái hoàn mỹ, 4 cái vô hạ. Mà qua sơ cho anh em hiểu. Mật tịch 92%, 4 phụ lục, 9 thành. Đến cấp dòng kim xà thì áo choàng cả 3 món mập khóa full 11/11. Áo choàng nội công các dòng tẩy 15%, nội công 15%, huy chương cũng 15% luôn. Giày đi tốc độ xuất chiêu. Kinh mạch thì
tim mạch cấp 4. Ngoại trang thì rất là nhiều ngoại trang lưu tủ áo thôi. Của Linh 7 lưu tủ áo cho anh em xem này. Kéo dòng xuống đây là xe nụ ngâm level 7. Đêm hiện tại khoảng 9k6. Nếu mà anh em cày lên tướng, à cày chỉ cần 800k công trạng thôi, là mặc áo này lên là khoảng đêm 10k. Vâng, quyền hỗ trợ quyền mật tịch để tụ khí 98%. Và chắc chắn là tụ khí được 14 rồi. Xét búp gọi là cùi cùi cho anh em mà búp ạ. Quần áo tụ khí. Trong đây có ngọc rượu dương 6%. Còn dư 2k5 vàng cho anh em tiêu xài các kiểu. Vâng thì áp này ra đi với giá đó là 1.1 triệu anh em nhé. Ôn áp là 1.1 triệu. Rồi lúc quyền bên phục vụ. Thì đến với một áp cuối cùng. Một áp cuối cùng thì là một cũng lại một em thiếu lâm quyền bên server phục vụ. Thông tin như sau. Có bet phá địch. Tỷ lệ phòng ngự chủ nhân 4%. Có bet phá địch cho anh em này. Chuyển sinh 8 cấp 9 lắm. Công trạng 800k, chân khí 743k. Trang bị như sau. Nón hào hiệp vô hạn cộng 12. Tốc độ di chuyển 40%. Áo cộng 11 phun đá lăng. Áo lô hổ tướng. Hiện tại là áp này chưa có hiệu gì anh em nhé. Chưa có hiệu gì này. Quần hào hiệp vô hạn phun đá lăng. Cặp ngọc linh đồ. Nội công này, tỷ lệ phòng ngự nội này. Một cái hỗ trợ mật tịch và một cái giảm thời gian thọ thương. Bao tay chiến cuồng 13, phun đá 4 đá 5. Tín vật cấp 9. Ngoại trang Uẩn Linh 7. Quần áo Uẩn Linh 7 lưu sẵn sàng tủ áo. Văn sức thì một dàn vô hạ tất anh em. Một dàn vô hạ tất cho anh em. Nội công gần cốt công kích nội công. Hiện tại thì dư cấp này. Vô vọng kiếm. Lăng 3 mới thành. Mật tịch chính 90%. Được hỗ trợ sút 6 ôm. Tiến cấp đầy đủ. Vô cụ 98 điểm. Xét kim xà 4. Mở khóa 11/11 cả 3 món. Nội công các dòng ok. 15%. Giày đi giảm thọ thương. Tim mạch cấp 5. Nick được 700k chân khí thôi. Đây có xếp búp tạm ổn cho anh em búp chơi. Đây mà tịch tụ khí đấy 93%. Dòng 3. Tủ ao nhỏ cũng tương đối là nhiều ngoại trang. Ngự kiếm lưu tủ áo này. Có bao tay hào hiệp thường. Cặp ngọc rượu dương 8%. Dư cả áo hào hiệp vô hạn. Còn nói chung là đồ đạc thì ở đây có cặp ngọc hào hiệp thường nội công.
Vâng, ác này ra đi với giá đó là 1,3 triệu, tức là ác này. Búp biếc rồi các kiểu, văn sức rồi các kiểu. Văn sức này thì không giao dịch được. Một dàn vua hạ tất, hiện tại là chưa có hiệu gì, có hiệu là đêm khoảng là gần 11k. Anh em nào yêu thích một trong ba kia thì có thể liên hệ qua Facebook hoặc số điện thoại của Hình để có thể tiến hành giao dịch. Cảm ơn anh em đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại. Và nhớ nhấn vào cái nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả anh em nhé.